Sự việc được nhắc tới xảy ra vào khoảng 15 giờ 43 ngày 15 tháng 9 vừa qua tại Giảng Võ, Hà Nội và toàn bộ quá trình diễn ra đã được camera an ninh ghi lại. Cụ thể vào khoảng thời gian này, một người đàn ông để trẻ nhỏ ngồi trên trước tay lái xe máy và hiện xe đang dừng đổ trong ngõ, nhưng vẫn nổ máy. Trong một khoảnh khắc nghịch ngợm, đứa trẻ đã giằng tay ga khiến chiếc xe lao về phía trước, đâm vào bức tường. Sau đó, đứa trẻ ngã ra đường và suýt nữa bị mảng tường nhà đổ ùn xuống người. Khoảnh khắc ấy đã khiến bố đứa bé cùng những người chứng kiến gần như đứng tim vì quá hoảng sợ. May mắn là cháu không bị thương tích gì quá nghiêm trọng. Đoạn clip ghi lại sự cố này là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với người lớn khi để con nhỏ ngồi ở phía trước tay lái. Đã từng có rất nhiều vụ tai nạn thương tâm mà lỗi phần lớn đến từ sự chủ quan của người lớn, dừng xe không tắt máy. Trẻ em rất hiếu động và chỉ cần một cú giằng ga thôi thì tai họa khó lường sẽ ập tới. Bố bất cẩn để con giằng tay ga xe máy, suýt gây ra hậu quả nghiêm trọng.